Hello các bác nhé, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Acetone. Thì hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho mọi người khuyến mãi phần 1 tuần thứ 26. Thì mọi người xem có những cái gì. Và hôm nay gọi là phá kho thóc luôn đấy. Để có thể hỗ trợ cho mọi người. Và những cái ngày hôm nay thì cái phần 1 có những cái chương trình khuyến mãi rất đặc biệt mà em sẽ muốn nói cho mọi người. Đầu tiên nếu mà về bật lửa cho bác nào mà làm gọi là hút xì gà, châm điếu đóm, hoặc là các bác có thể là sử dụng với hút thuốc tiết thứ thôi, thì bác phải sử dụng trải nghiệm cây này giúp em nhé. Đây là một cây bật lửa kho 100% sản xuất tại Nhật quá nhá. Mã hàng là PB207 và tất nhiên là made in Japan rồi. Cái này thì em sẽ tặng cho các bác thêm một cái ti để các bác có thể là nạp ga bình thường và dễ dàng. Và giá tiền thì đang khuyến mãi là chỉ có 330.000 thôi các bác nhá. 330.000 cho một cái này thôi. Và tất nhiên rồi, các bác có thể là sử dụng với rất là nhiều tính năng. Ok chưa? Đấy, vì nó có 3 màu chọn, 3 tùy chọn màu sắc, màu đen, màu đỏ và một màu nữa là màu vàng để các bác lựa chọn. Ok chưa? Giá cực kỳ tốt rồi. Và những cây này thì em bán rất là chạy, có video sẵn ở trên kênh của Hasetun rồi, thì có thể trải nghiệm đó nhá. Tiếp theo một món hời tiếp theo nữa là hiện tại thì cái cây này em còn số lượng khoảng tầm 5 cái thì cũng có gọi là giá để cho anh em có thể săn với mức giá rất là hấp dẫn luôn, với một cây dao dọc cắp điện của nhà Baco như này chỉ có 200.000 thôi các bác nhá. Nếu mà như của thương hiệu khác hay của những cái đơn vị khác thì giá nó rất là cao, nhưng của Baco rất là rẻ để các bác là trải nghiệm. Một con này cùng cả một cái hộp đựng của nó chỉ có 200k để các bác có thể lựa chọn thôi. Các bác nếu mà cần rồi có thể nhanh tay nhá, và các bác có thể là xỏ đeo hông luôn này. Ok mọi người, đấy là cái sản phẩm thứ hai. Còn cái sản phẩm thứ ba nó cao tiền hơn một chút thì nó sẽ là cái sản phẩm này. Đây nói chung là đúng là nghĩa là vừa mua vừa cho vừa tặng đấy các bác nhá. Đây một con kìm khóa chết của nhà Baco này, 2997 trừ 300 các bác nhá, 2997 trừ 300. Cái này độ mở lên tới 85, giá bình thường đang bán lên tới cả 2.000.000 một cái. Và hôm nay sẽ thứ nhất là khuyến mại là còn 1.699.000, nhưng mà lại tặng kèm thêm cả cây này nữa, tặng kèm thêm cả một cây kìm khóa chết của nhà Spurtoon dạng mỏ dài nữa, để các bác có thể là vừa sử dụng với cây này ngàm rộng này, vừa có thể thao tác trong không gian hẹp và ngàm vẫn rộng, thì các bác có thể dùng cây này nữa. Ok chưa? 1.699.000 cho cả hai combo này, cam kết là giá tốt nhất tại thị trường, anh em mua ở đâu rẻ hơn thì em tặng cho mọi người luôn. Ok mọi người. Đấy, tiếp nữa thì những cặp tô vít này lại về là khuyến mại, nói chung là cứ về là khuyến mại cho mọi người luôn. Đây là những cặp tô vít Nhật của bên em, và đây là những dòng mà tô vít đóng, nên là các bác nhìn thấy là cái phần thép nó làm xuyên tâm từ đầu đến cuối, và cái phần nhựa bao cao su đây rất là cầm, rất là đầm và chắc tay, cán là kiểu theo dạng cán đặc trưng của những cái dòng tô vít Nhật có nhá. Cán đặc trưng dòng tô vít Nhật em lại không nhớ chính xác là tên cái dòng cán là gì rồi, nhưng mà cán nó đặc trưng dòng tô vít Nhật. 279.000 cho một cặp này thôi, để các bác có thể lựa chọn, và giá rất là rẻ rồi. Tiếp theo sau này nữa thì sẽ có những cặp tô vít này nữa này, giới thiệu luôn cho mọi người. Đây là bộ 3 cây tô vít, và nói chung là mua 3 để tặng thêm quà nữa. Bình thường là mua đã giá nó cũng gọi là rẻ rồi đúng không? Nhưng mà mua rẻ hôm nay tặng quà cho mọi người luôn. Bộ 3 cây tô vít này, một cây PS2 này, 4 cạnh PS2, một cây 4 cạnh PS1, một cây -5 PS1, -5mm của nhà Anex, và đều sản xuất 100% Nhật, made in Japan cả. Tặng thêm một mũi vít rồng của Tone nữa, 450.000, giá quá là hời luôn, để có thể lựa chọn luôn. Đấy, anh em phải trải nghiệm. Quá là hợp lý các bác nhá, và giá cực kỳ là hợp lý, bởi vì mũi vít rồng của Tone lên tới là 40 mấy 50.000 một mũi cơ, không rẻ chút nào cả. Tiếp theo combo hồi nữa sau này thì sẽ có, nói chung là hôm nay sẽ có rất là nhiều combo cho anh em. Đây, một con mỏ led, nếu mà bác nào mà thích mỏ led mà chrome đi thì anh em có thể trải nghiệm cái dòng này. Chrome thì nó gọi là nó bóng bẩy hơn, nhìn trông nó gọi là nó không nhìn màu đen, có khi là nhiều khi anh em không thích. Và thứ nhất, dây cây mỏ led này giá em đang bán là 1.350.000, thì hôm nay thứ nhất là mỏ led sẽ còn là 1.250.000, tức là giảm 100.000 rồi đúng không? Tặng thêm cho mọi người một cái bộ lục giác Nhật này nữa. Đấy, mua mỏ led của Baco Thụy Điển tặng thêm một bộ lục giác Nhật nữa. Đấy, bộ này thì giá ngoài thị trường các bác phải search giúp em là HKX9S xem có giá khoảng tầm 700 mấy 800.000 một bộ không. Hôm nay tặng luôn cho anh em. Đấy, gọi là đúng là phá kho thóc luôn, là nên là có những cái món hời rất là lớn để anh em có thể lựa chọn nhá. Tiếp theo này nữa, đây là món hời này thì nó sẽ là 3 món. Món hời này là 3 món các nhá. Ok chưa? 3 món này thì có thể kết hợp với nhau được, đều được hết các nhá. Đó, còn 3 món, thứ nhất là một cây cần tự động này, có nút lấy khẩu nhanh của nhà Baco này, 3/8 inch, có đảo chiều như này luôn này. Thứ hai là một cây cần gập góc này, cũng là 3/8 inch, gập góc như này này.
Và thứ ba là một cái phụ kiện này để các bác có thể là kết nối cái đầu, ví dụ đầu nó đang là đầu khẩu 3/8 inch, các bác có thể nối vào đây này thì cái đầu khẩu nó chuyển sang là 1/2 inch, nó to hơn để các bác có thể vặn khẩu 1/2 inch đều được. Đấy, nói chung là cây này thì nó rất là tiện dụng, và đây là cái này có thể kết hợp với cả cái cây này luôn. Giá khuyến mãi bình thường nhá, bình thường em đang bán một cây này lên tới là 1,5 triệu rồi. Bình thường đang bán 1,5 triệu một cái rồi. Hôm nay khuyến mãi giảm 100.000 là còn 1,4 triệu. Và thứ hai nữa là kèm thêm cả hai món này. Nói chung là mua 1 tặng 2 luôn đấy. Mua 1 tặng 2 luôn. Ok chưa các bác? Giá 1,4 triệu bao rẻ. Anh em cứ check ở đâu giá rẻ hơn, em sẽ tặng cho anh em một bộ giá không đồng. Ok mọi người. Đấy là lời nói uy tín của Hearthstone đó nhá. Tiếp nữa sang mặt bên này thì sẽ có thêm thế này. Hôm trước thì mấy cây kìm khóa chết của Tone ấy là VP250, VP175 anh em mua hết rồi. Hôm nay là còn cái cây VPS175 này là cái dạng ngàm phẳng này. Cái này 330.000 tặng thêm một mũi vít dòng của Tone nữa để anh em có thể trải nghiệm luôn. Giá quá là tốt luôn, và những cái dòng hàng này đã giới thiệu trên kênh rồi. Giá khuyến mãi đã tốt mà hôm nay lại còn tặng thêm quà cho anh em nữa các bác nhá. Tiếp một combo hồi nữa này, thì đây nó sẽ là một cái hai món. Mua cây da dọc giấy xịn tặng con này luôn. Ok chưa các bác? Để các bác có thể trải nghiệm luôn. Cây này thì giá bình thường em đang bán cũng là 225.000 một cái rồi. Hôm nay còn 199.000, tặng thêm một con này nữa trị giá 60.000. Đấy, để các bác có thể lựa chọn luôn. Và cây này là có thêm cả 3 lưỡi nhá, có là có tổng thể có 3 lưỡi đi kèm này, cây này có tổng thể có 2 lưỡi đi kèm. Đây, ok mọi người. Dùng thoải mái luôn, và tất nhiên là đều sản xuất 100% tại Nhật cả đó nhá. Đó, kỳ tuyệt vời luôn để anh em có thể trải nghiệm đấy. Ok chưa mọi người? Tiếp nữa thì sẽ có một cây này. Đây là một cây búa của nhà Ba Cô, búa bi của nhà Ba Cô. Mã hàng nó sẽ là 479-20. Tổng thể là 20 OZ, tương ứng quy ta hệ gam là 540g với cái đầu búa này các bác nhá. Đầu búa là hơn nửa cân rồi. Đấy, còn cái cán này là cán kiểu Hickory, cán cầm dạng gỗ sồi rồi các bác nhá. Hôm nay bình thường đang bán 800.000 một cây búa này các bác nhá, 800.000 một cây búa. Hôm nay còn 550. Tặng thêm một cái cây tô vít cách điện 1000V của nhà Peitun. Peitun là một cái thương hiệu của Thái Lan, và tô vít này họ sản xuất tại Đức này. Họ gia công tại Đức luôn này. Đấy, các bác thấy đây, made in Germany này. Đấy, 550.000 hai món để các bác để lựa chọn. Mua búa tặng tô vít cách điện 1000V. Ok chưa các bác? Giá rẻ tụt quần luôn đây các bác. Nói chung là phá kho thóc mà, nên là chắc chắn là có những cái món rất là hời để anh em có thể lựa chọn. Và tất nhiên là cái số lượng, anh em lưu ý giúp em nhé, số lượng là có hạn. Nên là anh em vui lòng là nếu mà bác nào có chốt sớm thì có thể liên lạc bên em ngay để em có thể hỗ trợ. Ok chưa? Tiếp nữa sẽ sang một cái sản phẩm tiếp theo là một bộ mũi vít 54 chi tiết của nhà Ba Cô. Đây, bộ này thứ nhất là giá vừa bán vừa cho vừa tặng. Bình thường bán bộ này đã 850.000 đến 900.000 một bộ rồi. Nhưng mà hôm nay nhất là có một bộ duy nhất tặng cho anh em là kèm thêm một cây tê này nữa sản xuất Đức, để các bác có thể là lựa chọn luôn. Và cái tê này có thể là kết hợp với tất cả những đầu mũi vít này để có thể kết nối này, mũi vít ngắn, mũi vít dài. Đây em sẽ lấy một cái mũi vít dài để có thể kết nối cho mọi người luôn nhá. Đây, lấy cái mũi vít T25, các bác chỉ cần ấn vào như này là có thể là sử dụng thành một cây tô vít rất là dài luôn đó nhá. Ok mọi người, rất là hay. Rồi là kết nối với máy ăn vít thì các bác đều có thể kết nối được. Nói chung là một cái bộ này thì nó rất là đa dạng và rất là đa năng, nhiều công năng rồi. Đấy, tê để sản xuất Đức, bộ này thì sản xuất tại Spain, 850.000 cho cả hai món này các bác nhá. Chỉ có duy nhất tại Hearthstone mới có thể là tặng cho anh em cây tê thôi. Và tê đấy trị giá lên tới là 1 triệu đồng, giá đang bán lẻ là 1 triệu đồng các bác nhá. Tiếp theo nữa, một món hời tiếp theo nữa thì sẽ sang cái này. Vừa mới giới thiệu cho anh em tô vít cho ngành điện rồi đúng không? Đây, sẽ là những cái cây kìm cho ngành điện. Với cái này, bình thường cũng đang bán luôn, công khai luôn cho mọi người để mọi người biết. Giá đang bán là 3 triệu cho một cây kìm bấm cốt này, không tặng thêm bất cứ một cái món gì cả. Nhưng mà hôm nay kìm bấm cốt tặng thêm một cây kìm tuốt dây của nhà Chesco này, 2,2 triệu, 2,2 triệu cho một bộ này, và tặng kèm cây này nữa. Cây này giá thị trường tầm 500.000 có nhá. Thì các bạn thấy là giá nó rẻ ối dồi ôi như thế nào rồi có nhá. Đấy, cực kỳ được tuyệt vời luôn. Và cuối video sẽ có một cái deal gọi là hời siêu hời luôn để anh em có thể trải nghiệm. Anh em cùng chờ đợi một chút nữa các bạn nhá. Ok xin mọi người. Còn tiếp theo nữa sang bên này, nói chung là hôm nay gọi là được sự ủng hộ rất là nhiều của anh em, nên là sẽ lên cho anh em những cái deal gọi là hot hòn hòt luôn. Đấy, hôm nay mua thứ nhất là mua những con dao dọc giấy cả, con dao sủi này, con sủi sủi mặt phẳng như này, thì có thể tặng thêm cho anh em là một con dao dọc giấy này sản xuất đều 100% Nhật. Đấy, con này là giá bán 335.000, bình thường không khuyến mãi gì cả.
Nhưng mà hôm nay tặng thêm con này, trị giá lên tới là 130.000 để các bác để lựa chọn đó nhá. KT2000GP tặng thêm một con này nữa. Ok mọi người, có hai màu sắc để các bác để lựa chọn là màu đỏ và màu đen. Thì anh em thích màu nào thì có thể lựa chọn màu đấy. Và lưỡi thì có sẵn là hai lưỡi dự phòng, và hai lưỡi dự phòng các bác có thể sử dụng với tối đa là 4 lần. Và các bác có thể mài lại cái lưỡi này. Các bác có thể đảo ngược cái lưỡi này, các bác phải mài lại. Ok chưa? Và tất nhiên là lưỡi nó cực kỳ là bén, nên là các bác có thể là sủi những cái vết bẩn mặt phẳng trên tường, trên kính các thứ rất là dễ dàng và đơn giản các nhá. Tiếp theo, cái này thì còn duy nhất một cái này, cái này thì còn duy nhất một cái này, còn duy nhất một cái để có thể hỗ trợ cho anh em này. Đây, một cái cặp cảo kẹp nhanh này của nhà Baco. Đây, dài độ mở lên tới là 150 m. Cặp này là cặp lớn coi nhá, cặp này cặp lớn 150 m. Tặng kèm thêm một con kẹp nhanh dạng một tay như này để mọi người có thể sử dụng. 420.000, giá gọi là ối dồi ôi luôn để các bác có thể lựa chọn đấy. Duy nhất một cặp có nhá, duy nhất một cặp. Nên là bác làm chốt sớm thì có thể báo em cặp này có nhá. Không có lựa chọn thứ hai. Cái này em đang bán là 150.000 các nhá. Cái này em đang bán 150.000 để có thể lựa chọn. Ok chưa? Đấy là cái cặp hồi tiếp theo. Và cũng gần hết rồi, còn một vài deal nữa để có thể giới thiệu luôn cho mọi người. Đây. Thứ nhất là cái này thì cũng chỉ có một deal này. Cái này tại sao có một deal này? Thứ nhất là cái cây mỏ led này ấy, thì em bỏ từ cái bộ full đồ nghề mấy chục chi tiết của bên em ra, nhưng mà em bỏ cái bộ này ra. Thì cái cây mỏ led này thứ nhất là nó sẽ chỉ có ấy thôi, bởi vì là nó không phải là như cái cây mỏ led mà dạng kiểu mà mua, không phải cây mỏ led mà dạng kiểu theo từng hãng họ đóng từng hộp, mà nó trong bộ đồ nghề nên nó sẽ không có cái vỏ này có nhá, các bác lưu ý giúp em như vậy. Nên là thành ra cây mỏ led nó là như này, nhưng mà tất nhiên là vẫn cổ Baco và cam kết mọi người là cũng hàng mới 100% sản xuất tại Spain. Và cái combo này nữa là một cái bộ clay 5 cây của nhà Baco 111M SH5 gồm 5 cây. Giá bình thường nó bán 1.400.000 một bộ clay. Hôm nay khuyến mãi cho anh em còn 200 là 1.200.000 và tặng kèm thêm một cây mỏ led này, trị giá lên tới là 900.000, có nhá, 900.000 một cái. Ok chưa? Nói chung là siêu hời để anh em có thể săn những cái deal này đấy các nhá. Và gần như là sẽ là cái deal cuối cùng đây. Và deal gần cuối đây sẽ là cái deal gì? Thì thứ nhất là sẽ có một cái bộ tuyếp của nhà Blue Boy. Đây là bộ tuyếp 1/4 inch đã bán siêu chạy cho anh em rồi. Bộ này giá bình thường cũng như là giá đang bán cũng là 2.000.000 một bộ. Và hôm nay 2.000.000 này thì các bác có thể là lựa chọn, thứ nhất đầu tiên là một bộ full chi tiết rồi, 38 chi tiết cơ. Một cái cần vặn này của nhà Blue Boy họ đã bán 1.600.000 rồi các bác, thông tin các bác lên web Snap On các bác để thấy nhá. Rồi là những cái đầu lắc léo này, nối dài này, đầu vít này, hai cạnh bốn cạnh hoa thị này, rồi là những cái đầu khẩu từ 3.5 đến 14 này. 2.000.000 nhưng mà tặng thêm cho mọi người một bộ tô vít đóng của nhà Tone của Nhật và giá không đổi 2.000.000. Và giá bộ này các bác nào biết rồi, giá bên em ấy đang bán cho mọi người ấy, thì các bác có thể thấy là giá khuyến mãi cũng phải tầm 700-800.000 một bộ. Còn giá ngoài thị trường lên tới cả 1.000.000 một bộ tô vít đóng này của Nhật. Các bác có thể search giúp em mã hàng là KD6 các nhá. KD6 các bác sẽ thấy rõ. Ok chưa? KD6 này. Đấy, 2.000.000. Và cái bộ này cũng chỉ có duy nhất một bộ thôi các nhá. Và cuối cùng sẽ là một cái deal gọi là vừa mua vừa cho vừa tặng, vừa gọi là để anh em có thể săn sale luôn này. Đây, em sẽ bỏ gọn cái này ra một chút, các bác lưu ý giúp em nhá. Đây, tổng thể có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 món. Giá các bác biết bao nhiêu? 838.000 cho 9 món. Đầu tiên nhá, em sẽ giới thiệu từng món chi tiết cho mọi người. Đầu tiên sẽ là một cái đây lục giác, size này là size lớn nhất ở đây là size 10 này, size 10 này có nhá, size 10 mm này. Đấy là một này. Cái size thứ hai nữa là nó sẽ size T lục giác là size 4 mm này. Đấy, hai cái này. Món thứ ba này, với cái điều này thì sẽ là size lục giác T 5 mm này. Điều là những size phổ thông mọi người hay dùng nhá. Món thứ tư là một cái size T lục giác size 8 mm, đều là hay sử dụng này. Món thứ năm, đây tiếp theo quà tặng được nhá. Món thứ năm sẽ là một cái mũi vít của Wi Ha, nhưng mà bản này thì nó sẽ là bản chuẩn Nhật, mũi dài và có tử tính đúng nhá, PS2. Ok mọi người, đấy là món tặng đầu tiên. Món tặng thứ hai là một cái cây hoa thị T5 của Wi Ha sản xuất tại Đức. Đấy. Cũng là chữ T nhá. Món thứ sáu là món một cái cây hoa thị T20 của Wi Ha. Đấy. Món thứ bảy, một cây hoa thị T27 của Wi Ha. Đấy. Và món thứ 8 rồi. Và món thứ 9 ở đây là một cây 2.5 mm của Wi Ha. Ok mọi người. Nói chung là 9 món mà giá gọi là không tưởng luôn. 838.000 và duy nhất một bộ nhá, 838.000. Tổng thể là 9 món, duy nhất một bộ.
Nên là bác nào có muốn trải nghiệm những cái deal này tuyệt vời thì có thể là liên hệ một trong hai số hotline bên góc trái màn hình ở bên Hasitone để bên em có thể hỗ trợ mọi người nhé. Còn hiện tại em cũng xin thông báo mọi người là bạn Hải không còn là nhân viên của Hasitone nữa. Nên là rất là mong anh em có thể là liên hệ một trong hai số hotline đấy để bên em có thể hỗ trợ tốt nhất cho mọi người. Chứ nếu bây giờ các bác vẫn liên lạc cái số cũ thì bạn ấy sẽ không trả lời mọi người hoặc là sẽ không phát lại cho bên em. Nên là rất là mong anh em có thể là lưu ý cái việc đấy giúp em có nhá. Còn bây giờ anh em chờ đón cái phần 2 xem có gì có nhá.